Trận đấu chưa? Như vậy là anh ván đầu thì anh Tô Phương anh ấy phá trước. Rồi, trận đấu bắt đầu. Trận đấu giữa anh hả? Thắng đi. Tiếp theo trên bàn số 7. Lợi Lợi gặp Mạnh Treo. Cú thóc Tô Phương đánh hạng C. Tâm. Lợi Lợi gặp Mạnh Treo trên bàn số 7. Mạnh Treo chấp 6-1. Bán bảy. Số 2, Dũng Thái Bình gặp Hải Đăng. Trên bàn số 2. Hải Đăng trên bàn số 2. Hả? Ăn với ăn cơm rồi, có cơm ăn. Hải Đăng đâu nhờ? Bạn hai, gọi thứ nãy giờ. Rồi anh xin được. Rồi cứ để đấy. Dọn đi.
Chơ Hạo Miên, Mạnh Treo hạng B nhé. Mấy rồi? Bây tỷ số là... Vậy là anh Lợi Cà Phê đã gỡ hòa tỷ số 1 đều. Quá hay. Như vậy là anh Tô Phương đã xử lý được con bi số 1. Không, anh Hưng Văn Hưng không ngủ, đánh liên tục. Thấp rồi, hai anh em mà vừa làm nhau. Vô gặp Đại Thái Nguyên. Thắng cái thua đấy. Bùi Huy Hoa thắng đúng không? Tiếp theo trên bàn số 5, Lê Văn Lộc gặp Dũng Yên. Trên bàn số 5, Lê Văn Lộc gặp Dũng Yên. Ngọc Cường Nam Định có thủ lác Nam Định. Chào bạn Kiên nhá.
Bình Hoa, bạn Kiên giải trước lên cả Hà Nội tham dự giải. Giải tôi gọi thì bao giải tôi gọi thì chả giải nào đi. Thắng cái đuôi. Chào video đây bắt đầu. Gọi Huy ra vô nhanh lên đi để hai anh em mà thắng là gặp nhau đấy. Thắng là loại nhau nếu mà thắng. Một pha cộng 6996 của anh. Quá chính xác. Em gặp Tuyền Phủ Lý. À chuẩn bị đấy, có bàn nào đánh đấy. Có bàn đánh luôn đấy, nắm gậy vào. Nguyễn Phu thì đây là giải nghiệp dư mà. Kẹp lơ đeo giống như mấy ông ở Slock ấy. Đòn quyết định thì đây là giải nghiệp dư bạn ơi. Giải nghiệp dư để tạo cái sân chơi cũng như là cái phong trào cho tất cả anh em. Nghiệp dư thì trình độ nó chỉ có hạn thôi anh em, thông cảm. Anh Việt già rồi, không biết chơi. Dám lắm. Thoải mái, đòn quyết định. Giải nhất được cũng có 8 triệu bạc thôi mà. Kém thì anh em cứ đăng ký tham dự mà giật giải. Một pha chạy đạn rất là... À không, một pha chuyền bóng cho đội bạn à. Chuẩn bị đánh vào đây, ăn cơm, gọi luôn cơm, câu lạc bộ này, đi đâu nữa. Thank you.
Dạ chị Bình có thể B mới quyết tâm được là C. Em lên A bên nơi rồi. B rồi là điểm này A bên mặt chứ. Chơi nhưng mà anh không cơ với này. Thịt mẹ nó đang chấp em 2 ván đấy. Ngược B kìa, điên rồi. Tuấn Thanh Phạm lên đây chơi em ơi. Một pha chạy đạn rất tốt của anh Lợi Cà Phê. Quá hay và một pha gót hồng của anh Tô Phương. Vâng, anh quyết định chuyền bóng cho đội bạn rồi. Ngày mai đánh 2 ngày không biết được quả nhân viên. Ok, chào anh Tuấn nhá, chào tất cả anh em. Hai đều à? Càng nhờ, trận như là trận chung kết sớm ấy. Vâng, vừa rồi thì anh Tô Phương đã tự tay bắt đùi mình rất là kỹ. Ok, chào bố của bé Sâu. Út Nguyên, nhà nhất được có 8 tấn thóc thôi. Vậy là anh Tô Phương đang ngắm rất là kỹ lưỡng. À, như vậy anh tạo tình huống rồi. Anh dí con 6 dính vào con 5 với con 9 rồi.
Chào Thanh Ngô nhá, chào tất cả anh em. Anh Lợi quyết định gãi hàng luôn nhưng không thành công rồi. Gãi hàng nhưng mà lại bắt đuôi chính mình rồi. Ô, bị đuôi lại rồi. Hệ thống gì anh? Vâng, sau giờ này em sẽ phát trận của anh Mạnh Xeo mà cũng chưa biết được xem lịch thế nào. Đang phát trận của Đoàn Chí Bình gặp anh Việt live stream đó. Cái này à? Bình Cá Xeo. Bình Cá Xeo. Sơn VTC rồi, xong đánh thật bàn này nhá. Này chim nhá, không. Tiếp theo trên bảng số 4, Tuyền Phủ Lý gặp Sơn VTV. Nhanh thôi mà. Một pha chạy đạn sinh viên của anh Tô Phương. Ok nha anh Tuấn nha. Alo. Alo. Em làm gì nhở? Qua đi, qua đi. Tất nhiên là vẫn đi lên thì vẫn đi lên, anh em là vẫn cọ sát tập vụ. Anh đang tổ chức giải chỗ 319 Tây Sơn ấy, em đi lên đây. 319 Tây Sơn ở ngay bên cạnh cửa hàng anh ấy. Trên tầng 3 nhá. Ôi mất mạng rồi.
Hay quá nhở, ứng cử viên đấy. Rau còn nâu, ăn thoải mái đấy. Tiếp theo trên bàn số 3, Bắc Đàm gặp Tiến Dũng. Thế anh em mình gặp nhau. Lê Mạnh Dương đúng không? Bàn số 3, Bắc Đàm gặp Tiến Dũng.
Tiến Dũng đâu nhỉ? Ôi giỏi mày. Đó, không phải nó đâu. Đúng rồi. Thắng rồi mà. Chỉ có đánh thắng thôi mà. À, Tiến Dũng, Dũng lại tư thôi. Đúng không? Lý do em cũng vượn thua xong mà. Đúng rồi, tao phạm Dũng. Dũng phạm đấy. Đâu? Chưa? Đây, đưa ra đây rồi, anh chân nữa thì mới vào. Trên bàn số 7, Huy Linh Bình gặp Ngọc Hải Dương. Alo, alo. Không có người à? Có người xem hiện đâu anh nhỉ? Tắt rồi. Tiếp tục thi đấu. Đấy, đưa cái Minh này cho anh Mạnh này. Minh này này. Đấy, đi đấu. Tiếp tục thi đấu trên bàn số 7. Huy Linh Bình gặp Ngọc Hải Dương. Thank you.
có một bàn thôi gì, mỗi có một bàn ra thôi gì. Tiếp theo trên bàn số 7, Đại Thái Nguyên gặp Hiếu Di Côn. Quy Ninh Bình đâu nhở? Ở đây xem vậy đi. Em sang nhà đi, có người ở nhà. Có người ở nhà, ok. Đi dừng quá chờ gì. Giải 2 ngày 5 triệu, giải 1 ngày 3 triệu. Nhưng mà cái bảng ở bên này chạy đến đâu rồi? Đây à? Giật ca này, chuẩn bị rồi, đến đây rồi. Đâu, thoát live stream rồi, bây giờ mới đi. Thế thì em lại được lợi quá. Em được nhiều. Mày treo gặp Dũng Thế Bình với Hải Đăng chưa? Đi tỉnh á? Đi Bắc Ninh. Được, nhưng mà phải chờ cái đối thủ chứ. Nhưng trận này đang đánh rồi đúng không? Tí xong cái em cho đánh luôn rồi anh. Ủa, thế mình em để xe hả? Ừ. Anh hay lắm đấy mà. Hay lắm. Ôi, thằng Quân là cưng mà. Nó đi vừa đi thằng này là bên Nga mới về mà. Không biết đó à? Thế Bình này là có biết. Cái đài trước anh thua nó. Đúng rồi, là anh không, đời không chưa biết thế, chưa biết độ. Không chết đánh đề. Đồ khá là phát tình của anh Bình. Nói chung là từ mấy trăm. Con cái thằng áo cả trời luôn, cắm mặt kia này.
phải Tùng Hiếp. Nhìn qua biết không phải Tùng Hiếp. Mấy giờ anh ạ? Anh đoàn giỏi về ba cá ba tổ chức. Anh vào anh đi xét lại wifi đi. Đang tuần con. Anh đi xét lại cục wifi, wifi hỏng từ nãy giờ rồi. Đi xét lại đi. Cắm lại đi. Mình đi xét lại. Thằng đang hỏng wifi từ nãy rồi. Không chạy được. Lên A đấy. Đang. Đang. Hôm trước vô địch giải ở chỗ anh Hà nói thật thì đang. Đúng rồi. Em bán kết đánh 12 giờ đánh bán kết, đây là đêm, anh bảo không được chịu đánh nghỉ. Đấy nhá, anh thấy là sắp tới là 12 giờ đêm rồi mà chưa đánh bán kết, thực đến anh bán kết anh bảo thôi anh xin về luôn. Hôm đấy làm giải cứu lồn đấy, còn thực mạnh mạch chân anh xem đảm bóng luôn. Em bảo hào bây giờ, gặp lồn. Không biết rùa là không biết tổ chức, em biết rùa là em ơi, tổ chức 11 giờ em chưa đánh, em mới bớt giờ mới xong. Không, nó phải tổng 30 tính là đánh muộn, để cái xong muộn 30 bàn sai, ở đâu? Tính đi, anh đánh cho em nửa em máu hôm nọ em hỏi chăm sóc kỹ nó, em không đi như này, ngon bao nhiêu? 600 bơ hay không? 600 bơ hay không? Nhưng mà sao lại không có vỏ? Chắc là không có vỏ được đâu. Cái này tôi đang dùng, không biết rồi nhưng mà sao không có vỏ đấy? Đây là gì anh? Cái khâu gì mình ngồi lại?
tạm được hai cục, gửi về chỉ bỏ thế này thôi. Thắng người sang chuyển cho anh rồi 50 cắt. Cái gì ấy? Thắng người sang chuyển 50 cắt. Thứ hai là mấy nhau? 300. Cá mùi đây. Đặt này nhá. Không phải đặt cắt nữa đâu. Chuyển. Châm là ngon rồi mà. Quảng cáo thì đi. Bốn ba. Hay phết nhỉ. Trận 3 trận. Tiếp theo trên bàn số 6. Luân Dị gặp Thắng Nam Định. Thắng à quên. Huy Tam Bông đến chưa nhỉ? Huy Tam Bông đến chưa nhỉ? Đánh đi không?
bảo được lên đi, thay đổi gặp em đi. Thôi mà vào luôn. Cũng được cái gì đâu. Một pha chạy đạo rất sinh viên của anh Tô Phương. Tỷ số hiện tại đang là 4-3 nghiêng về anh Cà Phê Lợi. Vâng, và wifi lại bị lỗi. Sau đây thì tôi xin nhường mic lại cho anh Dũng, Eddie Dũng. Anh Eddie Dũng chào làm sao anh em nhá. Xin chào 500 anh em đang theo dõi live stream của Hợp Cơ Bilat. Sau đây tôi xin làm MC tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Lợi Cà Phê và anh Tô Phương. Một cặp đôi khá là cân xứng. Vâng, xin chào 500 anh em nhé. Hô tiếng. Chưa lên tiếng thế nào? Nhưng mà sao nó không phát đây? Đây có lên đâu? À bây giờ vâng, sẽ là một cái cú ghép bi giữa 7 và 8. Rất chính xác. Một cú cộng bi khá chính xác và con 7 ra hơi khó nên Lợi Cà Phê đã chọn phương án là chạy đạn. Một cú chạy đạn sinh viên. Rồi như để lại một thế bi chạy đạn cho anh Tô Phương cũng không hề là khó khăn gì cả. Vâng, rất tốt, một cú chạy bi đuôi rồi. Dường như Lợi Cà Phê đã không nhìn thấy bi số 7. Có vẻ như là vẫn nhìn thấy số 7 nhưng mà má khá là mỏng. Anh chọn phương án chắc là gót rồi. Anh đưa gậy là tôi lại biết anh đang chọn phương án là gót bi. Là một sai lầm. Đó là một đường riêng ạ. Vâng, tôi đã nhìn nhầm. Một chạy bi khá tốt của Lợi Cà Phê và để lại cho anh Tô Phương một cái hình bi khá là khó. Không biết anh Phương sẽ chọn cái phương án nào. Anh đang tính A băng à? Theo tôi thế bi này thì tôi sẽ đánh đường snook, nghĩa là đánh 7-2 băng
một băng chạm băng kia và về cuối ban đầu này, còn Nubi Cái sẽ nằm ở vị trí gần với số 7 hiện tại. Vâng, mọi người đang xem livestream thì chia sẻ mạnh nhé, chia sẻ video về tuyển Nhật Bình. Vâng, một cú chạy đạn cũng khá là thành công vì con Bi Cái đã bệt lại chỗ cũ và nằm ở vị trí sắt băng, khiến cho Bi số 7 của cầu thủ Lệ Cà Phê sẽ giải quyết khó khăn hơn. Liệu anh có đánh chết được con Bi này không thì chúng ta hãy chờ xem. Vâng, lại làm cú chạy đạn không thành công rồi. Bi số 7 đã lăn ra cửa lỗ. Như thế Bi này nếu như bình thường thì con 7 khá là con, nhưng trong trận đấu thì chúng ta cũng biết tâm lý người chuyên đánh sẽ nặng hơn. Chính vì thế mà chỉ trừ khi nào Bi số 7 rơi xuống lỗ chúng ta mới có thể biết được là con 7 ăn hay là không. Lỗi rồi. Một pha lỗi lầm của anh Tô Phương để lại Bi số 7 thật sự là không còn gì ngon hơn. Một phía Bi thuận lợi dành cho cầu thủ Lợi Cà Phê. Vâng, sau hai phiên Bi này thì Lợi Cà Phê sẽ nâng tỷ số lên 5-3. Là một cú xẻ chín. Tôi nghĩ rằng cũng không khó khăn gì với Bi số 9 này. Chính xác. Tỷ số là 5-3. Nghiêng về Lợi Cà Phê. Em nằm với nhau để quên. Trong mỗi trận đấu thì sẽ diễn ra những pha tình huống Bi khác nhau. Mỗi người chơi đánh lối đánh cũng khác nhau. Nếu như ta hiểu được lối chơi của mỗi người thì cái tỷ lệ thắng của ta rất là cao. Các cụ ngoài kia có câu là biết người biết ta để trăm trận trăm thắng. Nên là cái việc mà mình nắm bắt được tâm lý đối thủ và nắm bắt được trình độ đối thủ thì tôi nghĩ cái tỷ lệ thắng của mình rất là cao. Nên là đó là kinh nghiệm của tôi chia sẻ cho các bạn. Vâng, chỉ còn một tiếng rưỡi thôi thì MC Eddie Dũng tôi sẽ ra thi đấu với sân Old Trafford tại 319 Tây Sơn, bàn số 5. Ôi giời, xe bóng qua tụt xuống 136 luôn, với 200. Cược chơi chứ. Xe ôi. Chào cuộc chơi, xin dừng nhé. Tí câu nói của bạn mình sẽ cố gắng bình luận hay hơn nữa để cho 500 anh em theo dõi sẽ cảm thấy trận đấu nó sẽ căng thẳng hơn, khí thế hơn, cũng như là kịch tính hơn. Và một cú phá Bi Bi tơi là cũng rất là thuận lợi cho anh Tô Phương. Vấn đề tôi đang nhìn ở đây là Bi số 6. Cũng khả năng là Bi số 6 có thể cộng được vào 9 được. Thì con Bi số 6 cũng khá gần Bi số 9 nếu chúng ta điều ra cái mã tốt. Vâng, rất tốt. Một cú cu lê
đủ băng, đủ lực. Anh Mo thua trận đánh Tú ạ. Đang ngồi ngồi xem tắt ao rồi, chờ tí đánh tiếp. Chiến binh màu hồng đấy. Gậy hồng, áo đỏ. Áo đen tay đỏ nhá. Vâng, xin thưa với anh Hưng Văn Hưng là mình bình luận thì là mình bình luận chắc là không chuyên nghiệp bằng Hợp Cơ đúng không? Hợp Cơ thì có vẻ hay đùa hơn, nhưng mà mình thì bình luận nó không được hay đùa như là Hợp. Dù sao chỉ mong đến mong muốn là mang đến cho mọi người những cái lời bình hay nhất. Em đánh vẫn bình thường anh ơi. Trình độ thì không có gì thay đổi cả. Ok. Tỷ số nâng lên là 4-5. Nghiêng về lợi cà phê. Một ván đấu rất là kịch tính đang diễn ra trên bàn số 1. Anh Tô Phương và Lợi Cà Phê và hai đối thủ này có cái trình độ khá ngang nhau. Nên là cái ván dẫn nó cũng sấp xỉ như nhau là 4-5. Không biết các bạn đánh vị 5 đều hay các bạn đánh vị 6-4. Tôi thì dự đoán thì ván này khả năng là 5 đều thì cho ván đầu nó kịch tính hơn. Vâng, em cảm ơn anh Hưng Văn Hưng nhá. Em cũng hy vọng là giành được cái cúp anh ạ. Vâng, rất tốt, một cú pháo bi hợp lệ. Nhưng vị số 1 đã bị số 8 cản lỗ rồi. Không biết là một cú chuyện đạn hay là một cú Barbie đây. Vâng, một cú Barbie không thành công. Và vị số 1 đã lăn ở vị trí khá là khó cho Lợi Cà Phê. Khả năng anh sẽ phải dùng đến led. Anh đã lấy led rồi. Không biết anh sẽ đánh hay chạy đạn đây. Vâng, anh đã nhìn vào cái số 1 thì khả năng là anh sẽ đánh với số 1 và lòn với số 4 và điều behind. Chính xác. Quá lực rồi. Bi số 3 đã cản đường bi cái. Làm cua băng. Theo tôi thì chọn phương án sút tê, vì bi số 2 ra sút tê cũng không khó lắm. Khó để ăn rùa rồi. Ăn rùa rồi. Tỷ số là 6-4. Kết thúc game đấu, Lợi Cà Phê đã chiến thắng với tỷ số 6-4. Một cái pha bi mà mọi người không ai có thể hình dung ra được. Tiếp theo, xin bàn... Bia nó dễ thế các bạn ạ. Chỉ cần ăn như thế thôi là mình thắng. Anh... Không được. Anh Mo gặp thủ Nam Định. Vâng, sau đây thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cơ thủ siêu chèo thuyền Hà Nội, anh Molly đến từ Hoàng Mai. Một cơ thủ phải nói là ngoáy gậy. Động tác, kỹ năng rất là tốt.
hai trận nào rồi vào rồi? Ba trận. 48 người. Vâng, mấy các bạn theo dõi tiếp trận đấu và đừng dừng màn hình trong ít phút thôi. Xin ra trận đấu giữa anh Molly đến từ Hoàng Mai, một tay cơ chèo thuyền nổi tiếng của Hà Nội. Đẹp trai, vâng, cao to đẹp trai với chiếc áo phông đen. Có in hình sư tử trước ngực, là đội tuyển của anh đấy. Và đối thủ của anh là... và đối thủ của anh là Thủ Lác đến từ Nam Định, cũng là một cái cơ thủ khá đẹp trai trong làng bia Việt Nam, rất là trẻ. Có lẽ đôi cặp đôi này là cặp đôi đẹp trai nhất ở trong cái giải đấu bia này, theo tôi nhận định là như vậy. Phạm Toàn đang chưa nghỉ không nhá? Bây giờ thì anh đang tổ chức giải chiều anh gặp đây đối thủ anh đây tối anh này nhìn trông như là ấy nhở, như vừa đi nhở, giống của phu chỉ về con này bao nhiêu? Con này hơn 2 triệu. Thế thôi à? Ngọn của nó đâu? Rẻ đấy, kỵ lấy một cây đẹp nhở. Vân nó đẹp nhở? Vân giống hệt con vừa đi ấy. Sáu trăm một nhá. 2 triệu rồi. Tí test thử. Giờ hình fan hâm mộ kìa, fan hâm mộ anh áo đen, em xì. Phạm Toàn là con trai mà. Phạm Toàn ơi, em có muốn giới thiệu người yêu thì anh giới thiệu cho em. Anh bảo em dụng tim anh thì anh chết đấy. À ở đây đi, ở đây đi mày cho. Vâng, trận đấu bắt đầu thì Thủ Lác chấp anh Molly một ván, đánh game 6-1. Vâng, anh Mò với một dáng hình rất đẹp trai. Hôm nay anh mặc cái áo màu đen, trông anh rất trẻ trung. Cơ thủ sinh năm 1981 đến từ Hoàng Mai. Ba vợ, 5 con. Các bạn đừng rời màn hình nhé. Vừa xong vừa nãy thì là thao tác chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Nên các bạn hãy quay lại màn hình và xem những trận đấu hấp dẫn đang diễn ra tại Hợp Cơ Bilat Fanpage.
lỗi rồi. Một cú xẻ bi số 3 không thành công. Hơi mỏng. Vâng, cái bi này thì trên bàn còn lại là 6 bi. Vâng, em xin gửi lời của anh Tú Cò đến cho anh Mo nhá. Anh Mo, anh cố lên. Cả thế giới trông anh trượt rồi. Vâng, gửi lời hỏi thăm đến cho anh Mo thì anh Mo đã chơi bi số 6 anh Tú. Riêng anh áo đen đến quán ăn em ăn rồi đi anh nhé. Ưu tiên đi mình. Em mới cho anh cái địa chỉ cái. Phạm Toán cho anh địa chỉ cái, nếu được vừa đi thì chắc là anh đến đấy. Dơm 15 cong đuôi nửa tiếng nữa mới đánh nhá. Vâng, một thế đi con 6 khá là xa. Đây chính xác con chị con 6 này. Ăn rồi. Một bi rất dứt khoát. Trên bàn chỉ còn lại 3 bi là 7, 8, 9. Tôi nghĩ là cũng không khó khăn gì với thế bi này. Vâng, đúng rồi. Có khả năng cao thủ lắc sẽ cân bằng tỷ số một đều với ván đấu này. Chính xác. Một món gà này anh thích đấy. Ngõ 307 ok Phạm Toàn nhá. Ok em. Tiếp theo trên bàn số 7. Nguyễn Hoàng Giang Ngọc Sơn VTV. Võ tỷ số được lên là 1 đều. Sắp bằng cho hai cơ thủ. Thật sự là xin lỗi anh Mo khi mà cái lời khen của MC đã gửi đến anh Mo làm anh Mo bị bất tập trung và đánh trượt con bi 6. Anh Tú nhá. Vì anh khen mà anh Mo anh trượt con 6 ấy. Hả? Tiếp theo trên bàn số 7, Cô Phương gặp Dũng Kato. Vâng, cú phá bi rất đẹp. Tuy nhiên bi số 3 rất là khó. Thủ lác đánh có một cái tốc độ đánh rất là nhanh, cũng nhanh mò thế. Có hai người có lối đánh khá là nhanh, không khi suy nghĩ gì hết và cầm gậy là chọc. Trượt rồi. Liệu thì cái thế bi này thì anh mò lì có đi hết được không? Các bạn hãy chờ xem nhé. Đều. Có tiện phết nhỉ, cứ mà ngồi bị ấn nhỉ. Vâng.